Cho em xin 4.000 đi anh. Gì? 4.000. Tiền gì? Tiền báo. Bán báo xong nói trước. Dạ nói trước sao bán được anh. Dạ. Dạ cho em xin tiền. Dạ cảm ơn anh. Đồ lừa đảo. Trời đất ơi, có 4.000 đồng bạc anh nỡ lòng nào anh chửi em lừa đảo. Bởi người ta nói con bò mà có đồng tiền như bánh xe người vậy đó. Gì? Ủa chết cha em lộn văn rồi. Con người có đồng tiền như bánh xe bò. Dạ. Văn cũng lộn. Dạ đừng buồn em anh ơi. Học hành tới nơi chốn nó vậy đó. Dạ đây đây nha. Làm gì vậy? Dạ đâm bóp vắt hơi anh. Không cần nha. Dạ không cần được. Anh mua em một trứng cút ăn chơi nha. Cái gì? Trứng cút. Mày nghĩ sao vậy? Dạ. Cái mặt ta đẹp trai vậy mà kêu ta ăn trứng cút. Chết cha em xin lỗi. Đúng ra phải mời ăn bánh tráng mới đúng chứ. Xin lỗi anh. Thôi kệ đó, mình là người lịch sự mà. Mời không mua không ép. Sẵn rồi kiểm kê tài sản bán được cái gì từ sáng đến giờ nha. Trời đất quỷ thần ơi. Bịch me để có tháng trời bán chưa được nữa nè. Để lâu quá nước đường nước me nó áo lại nhau nhìn cái muốn chết luôn vậy đó. Cầm nó hửi rồi nó còn đát nha. Ba cái vụ này nó nguy hiểm lắm đó nha. Dễ cấp tính lắm à. Mới hửi cái nước đâu nó ứa ra quá trời luôn rồi. Mà là biết bơi không mà chết đuối chổng luôn rồi đó. Chưa chắc ăn nên phải cầm ra coi cho nó chắc ăn hơn nữa. Trời đất ơi bà này bà ác ghê chưa. Cái me dùng mẹ Thái Lan ăn cho đỡ chua. Bà đi bà chơi me vô chứ gì nổi trời. Anh ấy nãy kéo kéo lên chạy xuống ướt áo vậy. Gớm quá. Đi chỗ khác ăn me mày. Ủa nhớ đây là công viên, em muốn ngồi đâu ăn chuyện của em chứ anh. À xin lỗi. Ai thèm. Dạ cảm ơn anh, không thèm thì thôi. Anh cứ tự nhiên đọc báo, không có gì hết. Không thèm mà có báo ngược. Không biết đọc cái gì ở chổng, chắc e, mờ em e quá. Thôi tao không thèm, mình phải tự thèm. Thèm là phải tự xử thôi. Không biết cắn bề nào cho đỡ chua đây nữa. Chắc phải liếm thử biết quá. Mình cắn nhà ấy ơi. Trời ơi. Một hộp. Trời nó quéo chân quéo cẳng hết rồi. À chua quá bà con ơi. Học thứ hai nè. Tiết mục tung hứng xiết ảo thuật xin phép được bắt đầu. Hả? Vậy cho nó chắc. Trời ơi thằng này nó giết người một mét dốt. À, hai hộp rồi trời ơi. Nó lên tóc o luôn nội mẹ ơi. Mất máu quá. Ủa kỳ ta. Nhớ mỗi hôm ăn một hộp nó mua rồi. Ăn hai hộp thằng này vẫn chưa mua là sao ta. Làm gì thứ gốm á trời. Để coi thử coi. Trời ơi từ lưa hết trơn hết trời. Nó nhiễu nhão hết trơn. Không cần ăn me ngồi phun hộp đủ chết rồi nè. 7, 8, 9, 10. Mày bán cho tao một bịch đi. Thèm lắm phải không? Thèm quá. Muốn mua lắm đúng không? Muốn.
không bán. Gì kỳ vậy? Mua sao không bán? Đồ người ta muốn mua bán chuyện người ta chứ không nổi. Giờ không bán thì sao? Mày không bán phải không? Không bán. Hỏi lần nữa mày bán không? Không. Bán không? Không. Mày không bán hả? Không bán là sao? Cứ giật chứ sao? Ơ trời, quỷ, đồ ăn đồ bán tao giật bỏ trong họng là sao? Làm cái gì vậy hả? Đưa đây. Trời. Ủa nó cái hộp đâu anh? Hả? Mẹ có hộp hả? Chết chà. Bịch đi lông nữa. Hả? Cái gì? Bịch đi lông hả? Trời ơi má ơi, quái vật ăn rồi nó làm trọn bộ luôn. Xong hết rồi phải không anh? Tính kiền, tính kiền. Nhiều vậy? 50 ngàn. Cái gì? Dạ. Bịch me tao bán có 2 ngàn, mày bán tới 50 ngàn rồi. Cái tiền me đúng có 2 ngàn, cái tiền thèm tới 48 ngàn lần anh. À, mày xiên tao chứ gì? Dạ xiên gì đâu anh? Mày xỏ tao chứ gì? Dạ xỏ gì đâu anh? Mày có tin là tao xúc mày không vậy? Hả? Bởi làm ăn buôn bán nhỏ ai cũng có thể chửi lên đầu đòi xúc đòi cổ mình hết trơn á trời. Thời tiết giờ này sao nó nóng nực quá trời quá đất. Ý, nguyên con cọp luôn ghê quá. Mày lấy cọp ra khè tao hả? Dạ em khè ai đâu anh? Tao hỏi mày. Dạ. Áo mày xi. Cái gì? Ý anh sao? Vậy được không mày? Ừ. Dạ. Hiểu không? Hiểu. 50 ngàn cái gì? Ai nói mày 50 ngàn vậy? Biết xăm mình con cọp này bao nhiêu lâu không mày? Bao nhiêu lâu vậy anh? 7 năm. Trời ơi sao lâu dữ vậy anh? Trong tù đâu có kim để xăm em. Anh phải nhờ thằng bạn súng răng của nó cắn riết 7 năm trời với hình con cọp này nhớ mày. Trời đất ơi. Vậy làm sao? 1 năm tính mày 50 ngàn. Nhân lên đi. 5 lần 3. 5 lần 7. Dạ 5 lần 7 là 35. Ừ. 350 ngàn. Rồi đấy. Em còn có 2 năm mà. Trời ơi. Trăm nói 2 năm nổi da gà mày. Dạ thôi em đi nha anh. Khoan. Anh còn nhiều hình xăm cho mày xem lắm. Em không thích xem hình. Tao ép mày xem được không mày? Ôi. Em giàu ép mỡ cho ai nỡ ép hình. Ép hình là ép gì? Dạ ép hình. Gõ mỏ bây giờ nói chuyện nó bậy bạ. Nhìn nè. À. Trời ơi cái gì vậy? Con gì mà xong nhúng cái bụi nhùi vậy? Con rồng lái ngựa được không? Hả? À, xong con này mấy năm vậy? 9 năm. 9 năm? Ừ. Trời ơi cắn con này xong chắc thằng bạn anh nó còn nú không quá. Kệ nó mày. Dạ. Nhân lên đi rồi trả tiền. Dạ dạ. 9 lần 1, 9 lần 2, 9 lần 3, 9 lần 5, 20. Dạ. Giỏi. Anh khoái những người tính toán gọn, nhanh nhẹn. Dạ. 9 lần 5. Dạ. Cái gì vậy? Dạ, 9 lần 5, 45. Trời đây. Ơi. Mày đã khóc lóc không mày? Đây, con bóp phải không? Dạ. Thiếu đủ gì anh lo cho. Dạ. Anh ơi. Gì? Cho em xin lại hình bạn gái em. Có nữa hả? Dạ. Trời sao đẹp quá vậy? Dạ, báo vật của em đó anh. Báo vật luôn hả? Dạ. Anh lo luôn cho. Hậu quả sao anh? Mày lo. Trời ơi, anh ăn ốc bắt em đổ vỏ anh. Thích được không mày? Dạ, dạ được, không em đi về. Thôi khoan, khoan về đó. À, vì cái lấy hình bạn gái mày ta tặng mày thêm con hình khuyến mãi nữa. Thôi em không thích nữa đâu. Tao ép mày coi được không mày? Thôi, ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép. Ép hình phải không? Dạ hình, hình. Có gì đó nó hoài. Con này mấy năm vậy? Con này không có tính năm. Tính bằng gì? Mà rút ra tiền anh thèm. Thèm gì anh? Tiếc canh. Ơi, sao nghe anh nói sao thật cái bụng em nó nhột nhột. Nhột nhột cái gì? Đưa đây. Em không có còn gì đâu anh. Khô máu phải không mày? Dạ em khô máu rồi anh ơi. Biến mà. Dạ anh khỏi đuổi em cũng biến nè. Nãy giờ cũng biến lâu rồi mà anh cứ kêu em lại hoài à. Nhìn cái mặt nó ghét. Trời, như chuyển chiêu đó. Ai. Chết cha, có ai tới mà rầm rộ vậy? À, cụ già dễ hơn nữa. Cụ làm gì vậy? Chết cha, tập dưỡng sinh hả? Lạ quá. Cụ cụ cũng có tờ báo đọc chơi cụ ơi. Báo bóng đá nè cụ.
Ủa báo hả? Dạ, điều gì đến phải đến đó cụ. Là bao nhiêu một tờ? Dạ 4.000 thôi cụ. 4.000 hả? Dạ, cụ lấy tiền hả cụ? Cụ đọc sách nước ngoài luôn. Wow, cụ biết tiếng nước ngoài hả cụ? Wow, cụ đọc sách nước ngoài hả cụ? Wow, cụ giỏi quá sao cụ? Hình đẹp quá. Không, không đọc chữ được, coi hình không hà. Coi hình cũng làm người ta hết hồn mà. Làm cái ghê. Nhát tôi nhát là đừng có trách nha. Hình nó chụp màu hay sao mà có màu nè. Thấy màu. Thấy cái gì không? Chịu đâu có nổi đúng không? Móc tiền đi đi cụ. Dạ. Như vậy, như vậy. Cái gì vậy? Chanh, chanh. Chanh chi? Trời ơi, trời ơi. Trời, trời ơi, ông quéo người quéo cẳng luôn nội mẹ ơi. Nó đã quá. Trời ơi. Vậy mới đã cơn ghiền. Cụ ơi cụ. Hả? Cụ sốc con liên tục luôn ha. Đâu có gì đâu con. Mắt cụ còn sáng không vậy? Ờ, nói được trời thương mắt cũng còn tỏ lắm con. Xem hình chơi nha. Hình gì con? Đây, 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 đây. À! Con mèo. Con mèo có hai cái râu. Con đẹp. Cọp. Tôi sợ con mèo ghiêng với chứ cọp đấy hả ba? Ờ, cọp. À, à, đúng rồi. Trời, đánh giật cái kiểu gì lạ. Cọp là sao? Con cọp này biết bao nhiêu năm không? Hả? À? Năm là sao? 7 năm. 7 năm. 700 ngàn. Là sao? Là đưa tiền, hiểu không? Ta phải đưa 700 ngàn á? Ừ. Coi coi nhiêu đây đưa 700 ngàn. Chứ sao? Con nghĩ nghĩ chơi. Ê, khoan. Đừng có la vội. Tao đâu có thích chơi. Còn có con này là tính luôn nè. À. À, con này đẹp nè. Ừ. Con lãi phải không? Thấy thấy một nùi luôn, dạ ghê thiệt. Con rồng cho nội. Con rồng sao thấy gớm vậy? Ừ. 9 năm. Là nhiêu? 900 ngàn. 900 ngàn với này là 700 ngàn, chịu sao? Ừ. Hả? Mình làm cũng kêu nè. Tiền cho nội. Nô má này. Trời ơi, gà nói chuyện tiếng Anh nữa ghê chứ. Coi cái này có tiền nè, nhìn cho kỹ nha. Wow. Thấy gì mà quá? Không thấy. Thấy chưa cho nội? Thấy rồi, con dao. À, thấy con dao phải không? Thấy rồi. Giơ tay lên. Mày ngu quá, dao ai mày giơ tay, súng mới giơ tay. Trời ông nội, chả treo. Dao mày cầm lắm, mày phải lụi liền. À, được. Dao mình rút ra một cái, mình phải lụi người ta liền. Chứ kêu người ta giơ tay, ngu. Đừng thấy tôi hiền làm tới nha. Đâu coi. Dỡ cái ống quần lên coi. Mấy cha nội hay giấu tiền giấu quần giấu vợ lắm nè. Trong món quần có tiền đúng không? Có gì trong đó? Cái gì trong đó? Có cây đũa không này mẹ ơi? Trời ơi. Đừng có, không có tin được, cúi xuống lột ra hết coi. Không. Sao không được? Cúi xuống nó cắn. Cắn cái gì? Nó cắn nói không có được mà. Nó to lắm nó cắn. Ủa, cắn gì mà nó không được trời? Lột ra, cắn cũng một lột ra hết. Hầu nó đen thui ghê lắm. Cho nó nói chuyện gì bí hiểm kìa. Cân cái gì? Đây nè mày. Mẹ ơi, cái súng ông nội mẹ ơi. Cụ. Đây một con nữa nè mày. Trời ơi, cái gì nhiều vậy cụ? Con cất vô nè. Mày muốn coi hình không? Cụ. Tao cho mày coi hình. Cái gì? Nhìn đi. Con gì vậy cụ? Con gián. Hả? Trời ơi, giang hồ mà sắm gián. Cụ ơi cụ, con gián này cụ tính con mấy năm vậy cụ? Tao không tính theo năm mày. Thì cụ tính cái gì? Tao tính chân. Là sao? Con gián có 8 cái chân là 800 ngàn. Trời ơi, cái gì ghê vậy? Chưa đâu, con này mày mới lạnh lùng sương gió nè mày. Con gì vậy cụ? Nhìn đi. Con gì vậy cụ? Hỏi thử ở dưới biết con gì không? Con gì? Con cuốn chiếu. À, trời ơi, vậy cũng nói được. Con cuốn chiếu con rít mấy thứ cha nội. Mà nói nhiêu chân vậy cụ? 1.000 chân. Sao nhiều vậy? Đây mới có cái đuôi thôi. Dạ. Cái đầu nó nè. Đâu?
Trời ơi, cái gì mà nó dài sọc vậy? Bà nội cha mày giận lắm, cả ngàn người mới thấy được cái đùi tao đó. Hả? Thôi cụ ơi, cụ thương con, cho con khác đi cụ. Mày muốn coi con gì? Con gì ít chân. Mà tao báo trước với mày, con này đã coi rồi là tao không tính chân mà tao tính lông được không? Con gì mà nó quái đản vậy trời? Con gà. Trời ơi, hết hồn. Cụ ơi, cụ, con gà. Con gà có hai chân mà cụ tính lông. Trời, con gà tính lông cho chịu nổi. Đứng lại. Mày nghe mày, tao canh me mày lâu lắm rồi nghe mày. Canh bao nhiêu lần rồi? Công viên là chỗ người ta đi chơi, dạo mát, tập thể dục. Người ta ra, con nít ra đây học hành. Hả? Chỗ nó yên tĩnh. Mày đi ra đây mày lường gạt người ta hả? Hả? Yeah. Lần này nghe mày, tao bắn cảnh cáo mày thôi nghe mày. Trời ơi, cái gì vậy? Nha. Vô đừng cụ ơi. Bắn mày cảnh cáo chơi thôi. Ôi đừng cụ ơi. Khoan, để tao lựa chỗ nào mà cảnh cáo mà gia đình mày thương tiếc đi. Cái gì cảnh cáo sao thương tiếc cụ? Trời ơi, cụ ơi, cụ bỏ qua cho con đi cụ. Thôi, nói vậy thôi. Dạ. Tao chỉ bắn mày để cho mày biết là lần sau mày đừng có ra đây nữa nghe chưa? Gì vậy? Bỏ cái tật lường gạt đó nghe chưa? Đừng, đừng cụ ơi, đừng. Cái này bắn sao? Hả? Cảm ơn quý vị rất nhiều, thay mặt cho chiến tài Văn Long và Hoài Linh xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị một đêm thật vui.